cả yến à. Đây còn đi yến dữ quá nè. Cái cây xà cừ này là nó sẽ dính một cái ô góc này nè. Nhưng mà em sẽ làm cái trụ này ngay đây, mình bỏ xà cừ ra. Sau này mình có bỏ cái cống đây để được cái đường đi xuống á, không dính tới hàng rào. Bắt đầu là từ đây. Cây này sẽ dính tí xíu không nó đổi. Trụ của mình nè. Thằng này không dính, mà nó sẽ dính thằng cây bự này nè. Hiện trạng về cây là cái gốc là nó nằm hết 70% bên mình, còn 30% bên đất của người ta. Mà cái đọt thì nó qua người ta hết nửa rồi nè. Giờ anh đây bên trên này có một anh chặt hết cái cây này, anh dọn cho mình luôn, anh kéo cái đường điện ra luôn là anh ăn 1 triệu á. Anh coi cái làm không?